Hello các bạn, lại là mình đây, Đức Long Bom. Thì hiện tại mình đang có mặt trên con đường Nguyễn Thái Sơn giao với lại Phạm Ngũ Lão nha các bạn. Thì mình có thấy một chú bán beta trên một chiếc xe Honda rất là hiền thoại không mọi người, bán beta dạo ha mọi người ha. Thì mình có xin phép chú quay cái xe bán cá dạo của chú á mọi người. Thì mình sẽ quay cho mọi người xem thử chú bán những dòng cá gì nha mọi người. Thì theo mình thấy á, thì ở đây chủ yếu chú bán cá beta nha mọi người. Ở trên đây thì có mấy con cá beta nè mọi người, đó nhìn giống dòng samurai ha mọi người ha, đen 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 nè. Bỏ bịch về nè mọi người muốn mua thì chú sẽ xớt ra ha mọi người ha. Có màu tím nữa nè mọi người, bên đây thì chỉ có cái màu trắng đen vậy thôi mọi người. Rồi ở trên đây thì có những cái keo với lại cái hũ nè mọi người, chú bỏ những con cá beta riêng ra mọi người, rất là đẹp luôn mọi người, đầy đủ màu sắc ha. Ở trên đây thì mình thấy có cái dòng hóc môn này mọi người, mấy con này à, mấy con hóc môn này đuôi rất là to luôn mọi người đó, mọi người thấy không, có con màu đen với màu xanh này cực kỳ sung luôn, hai con này nó kề nhau nè mọi người, rất là sung luôn á mọi người, quá đã luôn đó. Đây là chú bán nè mọi người, chú đứng ngoài sau nè, mình xin quay video rồi chú đi đâu luôn à, không quay chú được luôn mọi người. Đó thì quay xe cá chú có gì cho mọi người coi ha. Ở dưới đây thì có mấy cái con cá nó nhỏ hơn tí nè mọi người, nhìn dọc xuống vậy nhìn nó không đã ha mọi người ha, nhìn trên keo nó mới đã, có nhìn trên mấy keo đây nè, quay mấy cái con cá trên keo này cho mọi người coi ha. Đây là mấy dòng hấp mua này mọi người, tại này mới dở kỳ ra mọi người nên nó chưa được sung cho lắm á mọi người. Đây chú đây nha mọi người, đó mọi người có đi ngang qua đường Nguyễn Thái Sơn giao với Phạm Ngũ Lão có thể ghé vào xem cá nếu ưng mắt mua ủng hộ chú ha. Rồi trên đây mình thấy có dòng gì nhìn đẹp lắm mọi người, màu đen mình màu da mọi người, qua bên đây thì có Dumbo hay gì mọi người, tai to bự lắm nha. Đó còn phía bên đây thì hai bà này bắt mắt nhất luôn mọi người, màu xanh với màu đen mà rất là to luôn, to nhất trong mấy cái con nãy giờ mình thấy luôn á, với lại cái độ sung của nó thì thôi khỏi phải nói vô đối. Ở dưới đây thì mình thấy có dòng đuôi tơ này mọi người, à mấy cái con cá này mình có hỏi giá chú thì chú nói đồng giá 25 cành cho một con cá to như thế này nha mọi người, con cá beta to lắm luôn á mà chú chỉ bán có 25 ngàn thôi. Còn cái bọc trên đây thì nãy mình chưa hỏi nữa mọi người, nhưng mà mình nghĩ nó rỉ hơn đó. Đó ở đây có cái con màu đỏ màu xanh này mọi người, dưới đây có cái bà Dumbo trắng này, nhìn đã không, cái hũ nó hơi chói chói ra, mình quay con cá nó không được rõ mọi người, nên mọi người thông cảm ha. Đó từ từ bên đây cái con cá nào nó mà sung lên mọi người mình quay cho mọi người xem. Thì chủ yếu về đây có một số cái dòng cá beta đơn giản cơ bản mà đẹp như thế này nè mọi người, giá rất là rẻ luôn, chỉ có 25 cành cho một bé như thế này thôi đó, mọi người có thể ra đây mua cá beta để về chơi ha. Đó hình như là mình ra chợ quá nên chú bớt cá rồi mọi người, thường thường đi ngang qua đây cá chú chân nhiều lắm nha, đây còn được ít con à, nãy giờ mình quay à mình chỉ thấy hai con này nó sung nhất luôn mọi người, quá là đã luôn. Xung quanh đường Nguyễn Thái Sơn này chú đứng hình như đứng từ buổi trưa á mọi người, đứng buổi trưa là mình thấy chú đứng tới chiều á đó. Đây là trục đường Nguyễn Thái Sơn này, bên đây là Phạm Ngũ Lão này mọi người. Thì cái tuyến đường này là tuyến đường gần tới cái bệnh viện 175 á mọi người, đấy gần bệnh viện đấy ha. Thì sẽ thấy một chiếc xe gắn máy có những chiếc hồ cá nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, thì ở đây chú bán beta nha mọi người. Rồi đây để mình quay lại cho mọi người xem ha. Ở đây cái con cá beta hấp buôn màu đỏ nó sung rồi nè mọi người, nhìn đẹp chưa kìa, đó quá đẹp luôn á mọi người, nó sung nó bung quay đuôi chà bá luôn mọi người đó, mọi người thấy đã không, một con cá như thế này mà chỉ có giá 25 cành thôi mọi người, quá đẹp luôn đó. Chủ yếu mình quay để cho mọi người xem cá chính ha, rồi tham khảo mọi người thấy ưng mắt mà gần nữa thì có thể ra đây mua cá beta ủng hộ chú, còn không thì xem video chơi cho vui cũng được ha mọi người ha. Rồi đó
một chiếc xe gắn máy chở đầy cá betta huyền thoại tuổi thơ luôn á mọi người. Đó rồi, giờ chú cũng có khách tới mua rồi nè mọi người. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Nhớ đăng ký kênh mình để xem những video tiếp nha.